Chào mừng đến với Thời sự Tân Di Dân Toàn Cầu. Đây là lớp học của Trung Giai. Tuy hiện tại cảnh báo dịch bệnh cấp độ 3 đã giảm xuống, nhưng tình hình dịch bệnh vẫn còn nghiêm khắc. Mọi người vẫn phải chú ý phòng dịch, đeo khẩu trang y tế, giãn cách xã hội. Nếu cảm thấy không khỏe hoặc xuất hiện triệu chứng, thì hãy nhanh chóng khám bệnh và xét nghiệm nhanh kháng nguyên. Thời báo Tân Di Dân Toàn Cầu đã tổng hợp các thông tin liên quan đến phòng chống dịch bệnh để thực hiện một chuỗi chuyên đề mang tên Chiến dịch Toàn dân phòng chống dịch bệnh. Thông qua chuyên mục dạy và học ngôn ngữ này sẽ giúp các bạn di dân mới với năng lực tiếng Trung còn hạn chế có thể học những từ vựng và các mẫu câu tiếng Trung thường dùng liên quan đến phòng chống dịch, đồng thời cũng giúp những người bạn Đài Loan có thể học thêm những kiến thức hữu dụng về tiếng Việt, tiếng Thái và tiếng Indonesia. Trong tập dạy ngôn ngữ hôm nay, chúng tôi sử dụng video của Cơ quan Kiểm soát Dịch bệnh Tuyên truyền. Làm thế nào phân biệt tin tức giả và hiểu biết tin tức chính xác? Tin giả giống như bệnh truyền nhiễm, chỉ có cẩn thận phòng chống mới có thể ngăn chặn lây lan trong xã hội. Chúng mình có thể thông qua các trang web sau để nắm lấy thông tin chính xác. Một là trang web Cục Y tế Dự phòng Đài Loan. Hai là kết bạn với tài khoản LINE của Cục Y tế Dự phòng Đài Loan. Ba là theo dõi Facebook của Cục Y tế Dự phòng Đài Loan. Bốn là theo dõi họp báo về dịch bệnh được phát trực tiếp. Nếu bạn nhận được thông tin phòng chống dịch không rõ nguồn gốc, thì hãy đến các trang web trên tra cứu, xác định, không được tùy ý đăng lại cho người khác. Phát tin đồn hoặc thông tin sai lệch về dịch bệnh sẽ phạt cao nhất 3 triệu đài tệ trong khoảng thời gian phòng chống dịch bệnh. Cảm ơn sự phối hợp của mọi người và hãy cùng chung sức từ chối tin giả. Nhắc nhở mọi người một lần nữa, mọi lúc mọi nơi đều phải rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang và giãn cách xã hội, ít ra ngoài khi không cần thiết, tránh những nơi hay hoạt động có quá nhiều người, đồng thời tích cực phối hợp thực hiện các biện pháp phòng chống dịch để cùng nhau chống lại Covid-19. Tiếp theo, Giai sẽ giới thiệu từ vựng và câu liên quan đến chuyên đề hôm nay. Xoán rạn bình, bệnh truyền nhiễm. Xoán rạn bình, bệnh truyền nhiễm. Xoán rạn bình, bệnh truyền nhiễm. Cẩn thận, cẩn thận. Cẩn thận, cẩn thận. Cẩn thận, cẩn thận. Công khai, công khai. Công khai, công khai. Công khai, công khai. Khai, chuyển truyền, đăng lại, chuyển truyền, đăng lại, chuyển truyền, đăng lại. Phát biểu, truyền nhiễm bệnh, lưu hành, dịch bệnh, nên cẩn thận, 避免误导民众及处罚. Cẩn thận trọng khi công bố tình hình dịch bệnh truyền nhiễm để tránh người dân hiểu lầm và vi phạm pháp luật. Phát biểu, truyền nhiễm bệnh, lưu hành, dịch bệnh, nên cẩn thận, 避免误导民众及处罚. Cẩn thận trọng khi công bố tình hình dịch bệnh truyền nhiễm để tránh người dân hiểu lầm và vi phạm pháp luật. Phát biểu, truyền nhiễm bệnh, lưu hành, dịch bệnh, nên cẩn thận, 避免误导民众及处罚. Cẩn thận trọng khi công bố tình hình dịch bệnh truyền nhiễm để tránh người dân hiểu lầm và vi phạm pháp luật. Vì tôn trọng tha nhân tự do tài sản quyền, tại lại chuyển truyền tư liệu, ảnh phim và văn chương thì, nên đặc biệt chú ý có liên quan tự do quyền vấn đề. Để tôn trọng bản quyền của người khác, khi đăng lại hình ảnh, video và bài viết trên LINE, cần đặc biệt chú ý đến vấn đề bản quyền. Vì tôn trọng tha nhân tự do tài sản quyền, tại lại chuyển truyền tư liệu, ảnh phim và văn chương thì,
应特别注意有无涉及著作权问题。để tôn trọng bản quyền của người khác, khi đăng lại hình ảnh, video và bài viết trên line, cần đặc biệt chú ý đến vấn đề bản quyền. Vì tôn trọng tha nhân 著作财产权，在 line 转传图片、影片和文章时，应特别注意有无涉及著作权问题。để tôn trọng bản quyền của người khác, khi đăng lại hình ảnh, video và bài viết trên line.Cần đặc biệt chú ý đến vấn đề bản quyền. Lớp học của Trung Giai đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón xem.